Sông này chắc sâu nghe người ta nhảy. Dạ nó sâu, khúc này nó sâu nè, khúc kia nó không có sâu. Sengrad 10 độ. Ổng nhảy 10 độ, không có nước này chỉ khoảng 10 độ, lạnh này cũng ok, không có lạnh lắm. Christian, Christian, bạn gái kìa. Mười độ lạnh đến Dũng. Dạ khách là bạn đi. Giờ ba đã đi cua ghẹ giùm con trai ổng nè. Chắc họ quen rồi. Ở mấy người bên này họ khỏe lắm, nên mùa đông họ còn đi bơi, họ còn xuống đây tắm được mà. Ơi. Ở đây hả? Thôi đi về. Chở ra đi, hết pin kìa. Dạ con cảm ơn cô Hà, em cảm ơn các anh các chị nha. Ồ bông đẹp quá, bông trong rừng nè. Hát tung, hát tung, kiếm ra. Phá rắc. Hát tung. Hello xóm mình. Mùa hè bé Hiền ra đây nhảy xuống sao? Trời ơi, em mà nhảy xuống là 3 ngày sao mới nổi nha. Ác tung và rán, ác tung kia xanh, stop. Trời ơi, người ta có ghệ luôn, trời ơi, người ta có ghệ. Con em nó gặp con nhỏ con gái thì nó mê rồi, chết rồi. Ocean xuống đây được nè, dọc nước được rồi mọi người. Cô nãy con nói cô cái người này chùm mền này, ngồi đây chùm chùm mền nó ghê quá. Nhật ký đường lai Hiền biết bơi không? Dạ em biết, hồi xưa không biết bơi, Việt Nam biết bơi, nhưng qua đây đi tắm với con cái biết bơi được chút đỉnh nè, nhưng mà bơi không giỏi đâu, bơi chừng mét 2 mét tự nhiên nó chìm nghỉm à. Nói chung là Hiền không có trình độ mà bơi với sông này đâu. Ngồi chơi đi, ngồi chơi với bạn gái đi. Con trai em nó cua được gái nha. Cái gì? Nhọc nước. Thì sao biết tên anh? Thấy không? Thấy chưa? Con trai em nó ngon, nó ghê chưa? Này hồi nãy cái người mà em nói gì, bà nào ngồi trong mền đó là cái này đó. Trời ơi, cái chỗ này đã lý tưởng ha. Mình xuống đây tắm nè. Nè nè, có bắt vợ ở đây đó nha, con trai. Có bắt vợ ở đây. Buồn cô cảm ơn, chúc con nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. À, cùng gia đình tối ăn lành, may mắn nhé. Ở đó rải con nhìn mình ghi quan đó, trời có ai cười chụp mình đó. Chỗ này người ta đi bộ, chạy bộ này vui quá. Đi đâu vậy? Đi theo gái hả? Trở lại. Trời, con trai theo gái, bắt vợ ở đây nè con. Su Đức, kêu bạn Su Đức đi. Trời ơi. Bạn kêu bạn này, bạn ơi, bạn tên gì? Kêu bạn Su Rút đi. Bạn ơi Su Rút. Ngồi đây chơi xíu nè. Đây đọc comment với mọi người nha.
Then I'll see.